Cả nhà mình ơi, bây giờ gà với lại anh hai, cô gà với lại anh Tín nha, đang vác lương thực để vô giúp đỡ một bà cụ sống neo đơn một mình ở trên núi cả nhà. Mình phải mang lương thực từ ở dưới làng á lên trên núi. Đi vô núi đây cũng khá là xa cả nhà. Gà có mua gạo nè, với lại mắm muối đồ á, mì tôm, sữa để tặng cho cụ bà ở trong đây. Đây là chuyến hành trình vất vả, mong cả nhà ủng hộ cho anh em cố gà nha. Đây là cái ngôi nhà của cô bà nè. Đây đến đây chắc là bà cụ ngủ không phải đã rồi. Yeah. Đến nơi rồi nha cả nhà. Đây là ngôi nhà của bà. Có các bé chó trong đây nữa. Thì đây là lần đầu tiên gà bước lên đây. Có không? Có. Đây là ngôi nhà của bà nè cả nhà mình. Trên đây gà thấy rơm đồ nó coi như nó mục hết rồi. Đây là cái cây cỏ mà đúng không anh Tính? Cỏ tranh ấy. Cây cỏ hả? Bà đang ngồi đây nè. Ủa bà đang làm gì vậy bà? Bà đang làm cái gì vậy? Đang nhúm lửa hả? Nhúm lửa. Nhúm lửa nấu cơm hả? Nấu cơm hay nấu gì? Nấu cơm hả? Trời quá. Cái này dơ hả? Đây là mấy cái bình nước nè cả nhà mình. Cả nhà mình coi mấy bình nước, là bà lấy cái bình nước đây để mình uống nè. Hồi nãy gà có đi ngang chỗ kia, gà thấy có một cái con suối mà suối bây giờ đã khô nước rồi. Người ta moi ra một cái lỗ cả nhà để người ta lấy nước người ta uống á. Rồi cái bình này đóng rong. Bình này đóng rong lâu lắm rồi cả nhà ơi. Bà có nấu không? Nước đây mình có nấu lại uống không? Hay là uống luôn? Nấu chứ. Nấu hả? Con tưởng uống luôn chứ. Rồi mấy cái bình chỗ đây đóng rong dơ hết rồi. Bà ăn cơm chưa? Chưa đâu. Chưa ăn cơm hả? Bây giờ nhúm lửa ăn cơm hả? Nấu cơm hả? Nhà bà có nuôi chó không? Có nuôi chó không? Chó. Có nuôi chó hả? Chó của bà đâu? Trái. Ông kia đó. Gà thấy bà có nuôi hai bé chó. Nhưng mà không biết là mấy đứa, nhưng mà gà thấy có hai đứa à. Vô kia. Hai đứa nó mập ú nu à. Nhìn dễ thương lắm cả nhà mình. Trời bây giờ chuẩn bị đổ con mưa sau á. Nắng nhưng mà trời gầm nè. Cả nhà mình vô trong đây coi nè. Ở trong đây là cái ngôi nhà của bà. Bên trong thì cái ngôi nhà của bà đây là hạt mít nè. Hạt mít để ăn nè. Trong đây có cái ấm. Bà sống có một mình ở đây cả nhà. Đó, thấy thương chưa? Trời ơi. Gà mà leo vô trong cái nhà đấy chắc mình sập luôn á, sập nhà luôn á. Leo thử nha. Sập nhà thì xây cho bà nhà mới luôn. Đây cả nhà. Wow, trời ơi. Đồ ăn này để vậy sao mà ăn được. Wow, hôi quá. Con gì dưới vô đây. Wow, ruồi. Cái này là như là gà nghĩ là bí xanh hay sao á. Còn đây là cái nồi cơm nè. Rồi nồi cơm mà kiến coi cho nó bu kìa. Cả nhà mình coi kiến nè. Kiến nó bu ở trong đây nè. Nó vô nó ăn cơm á. Cái nồi đây gà nghỉ lâu rồi. Tại vì nó cơm nó khô lại nó cứng á. Này hạt mít nè. Tô nồi đồ bà chưa có rửa nó bà để nè. Cả nhà mình coi nè. Cái này nó dính mỡ mà ăn mì tôm mà nó dính. Chắc để bữa sau ăn lại luôn quá. Tại vì không có nước cả nhà. Không có nước để mình rửa luôn á. Gà thấy con suối nó cạn nước hết rồi. Này bên trong nè. Quần áo cái nhà. Nhà coi cái nhà cái này lủng lỗ lủng hang hết nè. Này quần áo nè. Tối bà ngủ ở đây nè. Bà trải cái bao ra để nằm đây ngủ nè cả nhà. Cái nhà đây á là gà nghĩ là nó dễ bị sập lắm cả nhà. Nhà coi nè. Lung đây nhìn ghê lắm. Mình trèo vô đây mà mình sợ nó sập không à. Sập cái nhà đây. Nói chung là mình thấy cái nhà đây cũng có lẽ là không ở được bao lâu nữa cả nhà. Cái nhà đây sắp sập rồi cả nhà ơi. Mình vô mình sợ nó sập không à. Bây giờ anh Tính đang nhóm lửa giùm cho bà nè.
tại vì bà không có biết nhóm lửa. Bà nhóm lửa hoài mà không thấy nó cháy sao á. Không có quẹt hả anh Tinh? Có cháy, không có như mồi. Không có mồi lửa luôn hả? Có mồi lắm. Bà ngồi xuống đi bà, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi? Năm nay bà bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi, có tuổi đâu. À, bà nói là bà không biết tuổi cả nhà. Không biết mình bao nhiêu tuổi hết. Không biết mình bao nhiêu tuổi luôn. Cười, cười. Tôi cũng biết là biết kinh là. À. Nói dân tộc là đúng. À, bà không biết tiếng kinh hả? Có. Có hả? Có biết chút chút đúng không? Bữa giờ có ai cho bà gạo ăn không? À. Có ai cho bà gạo ăn không? Trời có. Có hả? À. Ai cho gạo ăn? Phong. Phong. Bà không biết cả nha. Có tiếng biết cái tiếng không á. À, giờ này mà chưa ăn cơm nữa. Giờ này khoảng đây là coi thêm mấy giờ nha. Một giờ. Một giờ là bà chưa ăn cơm. Bây giờ vẫn đang còn ngồi đốt lửa nè. Ở chỗ đây là xung quanh ở đây là bụi rậm không ở nhà rừng mà. Tại vì ở trên rừng lên núi mà. Mình nhìn thấy bụi rậm mình cũng sợ nữa. Tại vì nhiều khi mình ở đây á rắn rớt đồ ở nhà ban đêm rồi rắn á. Với lại mình sợ nhất là cái con rắn lục đuôi đỏ là rắn độc nưa cả nhà, nó hay bò vô á. Mà khu vực này á là không có điện nha cả nhà. Không có điện luôn. Không có điện nước, không có gì hết á. Nếu như mà ban đêm mà mình không có điện, mình không thấy đường cả nhà, sợ rắn mình đi mình đạp trúng rắn, rắn nó cắn á, nguy hiểm lắm. Bà làm gì vậy? Hút thuốc hả? Hút thuốc có hại cho sức khỏe, đừng hút thuốc nữa nha. Hút thuốc nào, nhôm nhách là hút thuốc gì? Cắt thuốc đi, cắt đi, cắt thuốc đi, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Ở trên đây gà thấy đa số là ai cũng hút thuốc cả nha. Giống như là đàn ông hay là đàn bà gì cũng hút thuốc hết trơn á. Mà sao anh Tính không hút thuốc anh Tính? Tính tù. Tính tù. Giờ anh Tính đốt lửa cho bà thành công rồi cả nhà mình nè. Bây giờ gà dắt cả nhà mình đi một vòng nha. Vòng cái khu, cái ngôi nhà của bà nè. Nhà mình coi cái nhà bạc nè. Đó. Ờ, bao nè, bao mà nó mục tới nổi mà vậy nè cả nhà mình. Coi nè, gà xí một cái rách hết luôn nè. Đó, nó mục á. Này trời mưa sao mà ở được. Này mục hết luôn nè, rách hết rồi. Mấy cái lá này coi như là mình nghĩ là chỉ cần có một nguồn lửa vô là nó cháy hết luôn á. Nó quá mọt rồi. Ở trong đây gà thấy có con chuột nè, nó mồi cái lỗ ở trong đây nè. Mồi cái lỗ ở trong đây luôn nè. Cái nhà nó chỉ tầm khoảng 1m7 thôi. Nếu mà tính luôn cái nóc á, 1m7 thôi. Tại vì gà cũng sắp xỉ là 1m7 rồi cả nhà. Đó, cả nhà mình xem khu này. Mình nhìn cái nhà đây kiểu như là mình cứ nghĩ tới là không phải là cái nhà nữa cả nhà, mà mình nghĩ tới cái chuồng gà á. Nhìn thấy nó thương cái hoàn cảnh, thương cả nhà mình. Cái này không biết để đựng cái gì ở đây nữa. Thường thường gà thấy ở ngoài nghĩa trang người ta hay để cái chum này lắm. Có một bé chó đang ở trong kia. Đây nè, chó là nó toàn là ở trong này không cả nhà. Tại thì gà thấy nó môi lỗ nó ở trong này nè. Có một bé, còn một bé nhỏ bên kia nữa, nhưng mà nó chạy đi mất rồi. Gà không nhìn thấy. Đây cả nhà, bé chó đực nè. Thương chưa? Gà thấy bé hay môi cái khúc này nè. Môi ngay chỗ gốc cây, nó có cái chỗ mà bé nằm nè. Đó, bé thấy gà sợ chạy lên cái cục ổ gà mối nằm trên kia. Đây nè, bỏ chạy. Bỏ chạy vô rừng. Khu này toàn rừng núi rừng rậm không? Cả nhà thấy thương chưa? Buổi trưa thì bà ra cái võng này nằm ở ngoài cái võng này nè. Đó. Anh Tính đang đốt lửa cho bà. Cả nhà mình ơi, thì cái hoàn cảnh của bà gà thấy rất là khó khăn luôn. Thì hôm nay là gà lên gà mua một món quà nhỏ nhỏ để gửi tặng cho bà. Bà là bà không biết là mình bao nhiêu tuổi hết. Bà cười. Gà nghĩ là bà cũng chắc cũng 80 rồi cả nhà. Tại vì người đồng bào trên đây ít có ai mà biết tuổi của mình lắm. Ra mộ thì gà thấy toàn là 100 tuổi, 100 mấy tuổi không à. Nhưng mà mình không biết như thế nào. Thì gà có mua là cho bà ít quà nha. Gà có ghi trong giấy nè cả nhà. Này là tập hó, chủ tập hó họ ghi cho gà nè. Thì gà có mua là 2 lon cá nha cả nhà nha. Không phải 2 lóc cá chứ. 2 lóc cá nè. Cá này là mình sử dụng là trong vòng 3 năm nha cả nhà. Đó, con gửi tặng cho bà là 2 lóc cá nha. Ừ. À,
với lại một lóc hủ treo nha cả nhà. Hủ treo này mình sử dụng cũng rất là lâu nha cả nhà nha. Hủ treo này là mình ăn cơm thì ngon lắm á, nói chung là ngon. Lúc đó là tuổi thơ của gà, là lúc đó là bà nội của gà với là ông nội của gà còn sống á, là mình toàn là ăn hủ treo này không á. Ăn hủ treo này ngon, nhưng mà mình để kiểu như là mình để trong nhà không cần tủ lạnh vẫn được nha cả nhà mình. Với lại một chai dầu ăn nè, một chai dầu ăn, hai bịch bột ngọt, đây con gửi tặng cho bà hai bịch bột ngọt nha. Hai chai mắm nha cả nhà mình, hai chai mắm nè đó. Với lại ở người đồng bào ở đây á là họ rất là thích muối nha cả nhà, tại vì muối thì mình có thể nấu cơm trắng lên mình ăn muối được nha. Gà mua là cho bà là bốn bịch muối, bốn bịch muối. Dạ muối, bà thích muối không? Biết. Thích không? Thích muối ha. Ở đây thích muối lắm cả nhà. Với lại hai chai nước tương nha cả nhà. Quê gà gọi là chai xì dầu á, nước tương loại ngon nhất nè. Cái này là chinh su. Giờ gà bỏ lại vô trong đây cho bà nha. Và bà mua, gà mua tặng cho bà một cái thùng sữa nha cả nhà. Đây là thùng sữa Vinamilk nè, 100% sữa tươi. Tại vì gà thấy bà ốm quá, ốm yếu quá nên là mà gà mua sữa cho bà để bà uống tâm bổ á. Đây con tặng cho bà thùng sữa nha. Và một thùng mì tôm. Một thùng mì tôm Kokomi. Thùng mì tôm. Với lại một bao gạo này là anh tính mới vác lên á, là bao gạo 25kg. Tổng hết số tiền á là 1.012.000. Thì đây là cái món quà của chú Lê Cừ ở bên Mỹ. Thì chú có gửi tiền cho gà để gà giúp đỡ cho những người đồng bào nghèo. Thì chú nói là, chú nói là nếu như mà gà đi, gà thấy cái hoàn cảnh nào ở cả nhà, hoàn cảnh nào mà khó khăn á, thì gà có thể giúp đỡ cho những người nghèo ở trên núi nha cả nhà. Bà tới đi, bà tới đây ngồi đi. Bà tới đây ngồi đi. Tới đây để con quay kỷ niệm. Đó, cái này là cái món quà của chú Lê Cừ ở bên Mỹ gửi tặng cho bà nha. Bà thích không? Bà thích không? Không có biết, không có biết tiếng Việt mình luôn cả nhà mình. Thì gà cũng xin thay mặt cho bà nè, cảm ơn chú Lê Cừ ở bên Mỹ rất là nhiều luôn. Thì con cũng không biết nói gì hơn nữa, con cũng xin kính chúc cho chú thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Thì chú gửi cho con là cái số tiền là 200 đô la Mỹ, là đổi ra tiền Việt là 4.670.000 nha cả nhà mình. Bây giờ là gà chỉ mua có 1.012.000 thôi. Thì chú vẫn còn số tiền còn dư lại á. Thì video tiếp theo thì gà sẽ làm nhiều video hơn, giúp đỡ cho những người nghèo hơn nữa. Tại vì mình chia ra người này một ít, người kia một ít ra nhà. Thì ở đây thì rất là nhiều người nghèo khổ á. Với lại gà thấy nhà bà là, phải nói là mình vô mình thấy rất là xúc động luôn cả nhà. Cái ngôi nhà nó giống như cái chuồng gà vậy á. Mình thấy vô cái tháng mưa này không biết như thế nào luôn á. Mưa chắc là giọt dữ lắm, chắc ngủ không được luôn á. Bây giờ cái này, cái món quà này mình rinh vô nhà nha. Anh tính rinh phụ cho bà vô nhà nha. Giờ gà rinh vô nhà nha cả nhà mình. Không biết là bỏ bao gạo lên có sập cái sàn nhà của bà không á. Cái nhà đây chắc gà nghỉ rất là lâu rồi cả nhà mình nè. Anh tính vô trong rồi, để em đưa vô. Em đưa vô cho anh tính xếp nha. Ở trong thì quần áo gà thấy để tùm lum từ lưa hết. Nói chung là cái gì cũng có cả nhà. Tùm lum hết rồi, ruồi, muỗi đồ. Anh tính xếp gọn lại cho bà nha. Wow. Trong đó ruồi với anh tính. Thằng lằn rồi tùm lum hết trơn. Trong này mình cứ ngồi mình lôm khôm chứ mình đứng dậy là lụng mấy nhà. Thấp quá. Anh tính coi có cái lỗ nào để nước mưa nó chảy vô không? Trời sắp mưa cả nhà, nghe tiếng trời gầm không? Lủng lỗ lấy cái bị nhựa đó che hả? Dột. Wow, thương cả nhà mình coi nè. Dột nè, dột giữa nè. Dột mình hốc. Cái nói này á, mùa mưa là lạnh lắm. Mùa mưa là nấp trong nhà này là lạnh. Thì chỉ trú mưa cho trú gió lạnh nè. Không được đâu. Cái này mà mình sơ ý một chút xíu thôi cả nhà, mình sơ ý một chút á là mình đốt cái đống lửa ở ngoài đây à. Gió thổi lửa bay vô cái là cháy luôn cái nhà, mình nằm ở trong nhà là mình chạy không kịp luôn á. Anh tính chui ra nóng.
Bên hông nhà bà có cái chuồng gà này cả nhà. Đó. Cái chuồng gà này cho đứa gà nó chui vô bên dưới á, nấp bên dưới á. Gà nghỉ chùi. Chuồng này mà nhốt gà rắn vô cắn. Bên trên để đá tùm lum hết trơn nè. Nhiều khi nặng quá một cây á sập xuống gà chết hết luôn. Tối bà ngủ ở đâu? Ngủ đây á. Ngủ đây luôn hả? Ừ. À, mưa có dột không? Ừ. Mưa nước có chảy không? Có chảy đâu. Hả? Ngủ ở đây á. À. Ý con hỏi là mưa á, mưa nước có chảy vô nhà mình không? Không. Không hả? Cái nhà đây mà cả nhà nhìn nè. Bà nói là mưa không có chảy, nhưng mà gà nghĩ nó không có chảy ở trên mà nó tạt ở dưới. Nó tạt theo mấy cái kỳ hở này nè. Bà ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Ăn cái cơm. Dạ. Ôi kiến kìa, trời ơi, cả nhà mình coi nè, cả nhà mình. Bên dưới nè, kiến không à kiến. Mà sao ngủ được. Giờ con về nha. Ừ. Con về nha. Con cảm ơn bà nha. Ừ. Cười. Con về nha bà nha. Ừ. Chúc cho bà thật là nhiều nhiều sức khỏe nha. Ừ. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều cơm nữa nha. Cái gì đó? Cái đó là hủ chao. Hủ chao. Dạ. Hủ chao thì gà hướng dẫn cho bà để mình ăn cá hay là cái này kia cả nhà mình. Cả nhà mình coi cái nhà nè. Giờ gà cũng tranh thủ mình đi xuống dưới núi á. À, sợ trời mưa cả nhà, tại vì từ đây xuống núi nó cũng khá là xa. Cả nhà mình coi cái nhà, trời ơi lủng lỗ lủng hen. Ở chỗ đây con gà lên làm ổ này hả anh Tính? Chuột chứ. Chuột hả, cắn lủng lỗ hả? Nó tha làm hết rơm rồi nè. Cả nhà thấy cái hoàn cảnh của bà rất đáng thương. Ở trên đây á, người đồng bào ở rất là, phải nói là có những chỗ mà mình cảm thấy mình rất là khó khăn luôn cả nhà. Ăn toàn lá đu đủ nè. Rồi không có cơm ăn, ăn khoai, ăn đồ, ăn này, ăn kia, ăn tùm lum hết trơn. Nhiều lúc cơm mà không có ăn luôn á. Mình sống với cái thời đại này mà giống như là thời ngày xưa, thời đồ đá á cả nhà. Cả nhà coi hai cái cây gác ngang nè. Đó, mình lắc, muốn sập ở nhà luôn nè. Đừng lắc mạnh, sập giờ. Làm ổ nè. Rồi. Nhìn căn nhà giờ là không ổn rồi. Mình thấy sắp sập đến nơi rồi. Từ đó đến giờ anh Tính thấy cái ngôi nhà nào mà giống vậy chưa? Đây là lần đầu tiên thấy được ngôi nhà như vậy. Chứ mấy chỗ khác thì nhà nó ngon đỡ hơn ở đây nhiều. Nó không có siêu siêu vèo vèo như đây. Còn đây thì không biết được. Cái này sắp bứt rồi nè. Bây giờ anh Tính mà gỡ cây này ra là sập nhà xuống luôn. Sập chắc luôn. Chắc luôn. Nếu mà như mà gió nam mà gió bất mà nó giật ngược trời á. Là coi như bứt cái nhà luôn á. Có thể là cái nhà này chắc là tồn tại được thêm 1-2 năm nữa là thôi là không còn xài được nữa. Cả nhà mình biết sao không cả nhà? Gà đã đi giúp đỡ cho những người nghèo khó khăn. Cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh này là cái hoàn cảnh đặc biệt luôn á. Gà cảm thấy mình xúc động khi nhìn thấy cái ngôi nhà này. Tại vì có những cái ngôi nhà khác á, thì có những dụ như có bà thì có con trẻ cả nhà, người ta có thể làm những cái nhà chắc chắn hơn. Còn cái nhà đây là nó quá, phải nói là quá tồi tệ. Mình nhìn là mình cứ tưởng tượng đây không phải là cái ngôi nhà dành cho con người mình ở, mà giống như cái nhà để nhốt gà á cả nhà. Đó, cả nhà coi nè. Lụp sụp nè, bên dưới nè. Cái bên dưới nó rất là thấp luôn. Gà thì nó chui xuống đó, cả đống cả khiên dưới á. Chuồng bà thì nằm ở trên, còn gà, chó nó nằm ở dưới á. Trời mưa thì nó cũng chui vô đây, chứ trong bụi kia trời mưa thì nước cũng chảy ầm ầm trong đó á. Thì nếu như mà gà có một số tiền thì mình có thể làm giúp đỡ cho bà là một cái ngôi nhà bằng sắt. Nhưng mà bây giờ vật liệu nó quá là cao cả nhà. Lúc trước á thì gà làm cái ngôi nhà tầm khoảng 15 triệu đô lại, tầm khoảng 13, 14, 15 triệu gì đó. Nhưng mà bây giờ chắc gà nghĩ là cái vật liệu sắt bây giờ giá thị trường nó cao quá. Mình phải làm cái nhà là phải tầm 15 triệu trở lên. Với lại tiền công nữa. Tiền công mình thuê người mà mang sắt lên trên núi này rất là xa nữa. Tại vì chú Thiện ở bên Mỹ đã gửi tặng cho gà là cái máy phát điện. Thì gà có cái máy đó rồi. Thì mình sử dụng cái máy phát điện mà bữa nay xăng nó lại giá xăng thị trường nó quá cao luôn cả nhà. Thì mình lên mình làm thì nó rất là cao. Đó, gà cũng ước mơ là mình có tiền để mình làm cho bà cái ngôi nhà bằng sắt. Để bà sống cuối cuộc đời của mình á. Bây giờ gà cũng xin tạm dừng video để xuống núi nha cả nhà. Trời mưa gió quá trời. Tí nữa mà mưa gió là mình chạy không kịp luôn á. Gà cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Gà cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn dành thời gian với bói xem video của gà nha. Đặc biệt là hôm nay gà cũng xin cảm ơn chú Lê Cừ ở bên Mỹ đã gửi tặng cái món quà ý nghĩa đến người đồng bào nghèo nha. Gà xin kính chúc cho cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống nha. Bye bye cả nhà mình nha. Hẹn cả nhà mình ở những tập video tiếp theo nha. Bye bye. Bye cả nhà.